Chào mừng quý vị đang đến với chương trình Tiêu điểm 365 trên sóng của Đài Phát thanh Truyền hình Lâm Đồng. Chương trình hôm nay của chúng tôi sẽ có các nội dung đáng chú ý sau đây. Tăng mức cho vay đối với học sinh sinh viên từ 15 tháng 6. Bà Rịa Vũng Tàu ăn ấu trộn ve sầu, nhiều người nhập viện vì ngộ độc. Sơn La bắt ba đối tượng chứa hơn 19kg thuốc viện. Xuất hiện tình trạng làm đẹp học bạ để xét tuyển đại học. Mở đầu chương trình là thông tin, từ ngày 15 tháng 6 năm 2017, mức cho vay tối đa đối với học sinh sinh viên sẽ tăng từ 1 triệu 250.000 đồng một tháng cho một học sinh sinh viên lên 1 triệu 500.000 đồng một tháng cho một học sinh sinh viên. Thủ tướng Chính phủ đã ký quyết định 751 trên QĐ-TTC, điều chỉnh mức cho vay quy định tại khoản 1 điều 5, quyết định 157 trên 2007 trên QĐ-TTC ngày 27 tháng 9 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với học sinh sinh viên. Theo đó, mức cho vay tối đa là 1 triệu rưỡi một tháng một học sinh sinh viên. Như vậy, so với mức cũ đã áp dụng từ ngày 9 tháng 1 năm 2016, thì mức cho vay tối đa đối với học sinh sinh viên tăng thêm 250.000 đồng một tháng một học sinh sinh viên. Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Kế hoạch và Đầu tư cân đối, bố trí cấp đủ nguồn vốn cấp bù chênh lệch lãi suất và phí quản lý cho Ngân hàng Chính sách Xã hội theo quy định. Ngân hàng Chính sách Xã hội có trách nhiệm thực hiện cho vay, giám sát, thu hồi nợ vay theo quy định của pháp luật hiện hành. Quyết định có hiệu lực thi hành từ ngày 15 tháng 6 năm 2017, áp dụng đối với các khoản giải ngân mới kể từ khi quyết định này có hiệu lực thi hành. Thưa quý vị, một vụ ngộ độc ấu trùng ve sầu vừa xảy ra ở ấp 3, xã Hòa Hội, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu khiến nhiều người trong một gia đình phải nhập viện cấp cứu. Trước đó, ngày 30 tháng 5, gia đình của ông THB, tên đã được chúng tôi đọc tắt, trú tại ấp 3, xã Hòa Hội, huyện Xuyên Mộc, cùng ăn một chén ấu trùng ve sầu xào. Đến 21 giờ cùng ngày, 4 thành viên trong gia đình có dấu hiệu nôn ói ú ớ nên được đưa vào trung tâm y tế huyện Xuyên Mộc cấp cứu. Đến 23 giờ cùng ngày thì được chuyển lên bệnh viện Bà Rịa. Lúc này, các bệnh nhân rơi vào tình trạng lơ mơ, co giật, sùi bọt mép. Hiện tại có 3 bệnh nhân đang được điều trị tại khoa hồi sức tích cực chống độc, một bệnh nhân điều trị tại khoa nhi. Đây không phải là lần đầu tiên bệnh viện Bà Rịa tiếp nhận các bệnh nhân ngộ độc vì ăn ấu trùng ve sầu. Theo các bác sĩ, cái ấu trùng này bị rất nhiều nấm ký sinh hoặc nhiễm dư lượng thuốc bảo vệ thực vật khiến người ăn có thể bị ngộ độc nặng. Mặc dù được chiên xào kỹ, các độc tố này vẫn gây ra ngộ độc. Do đó, người dân không nên ăn ấu trùng ve sầu. Bệnh viện Chợ Rẫy thành phố Hồ Chí Minh cho biết, bệnh viện vừa thực hiện thành công ca ghép tim đầu tiên từ người cho chết não. Trước đó, bệnh nhân nữ 18 tuổi bị tai nạn giao thông nặng, hôn mê với tiên lượng tử vong. Nhận được sự đồng ý hiến tạng từ người nhà bệnh nhân, các ekip ghép tạng của bệnh viện đã tiến hành song song hành trình nhận tạng và ghép cho 4 bệnh nhân, gồm 1 ca ghép tim, 2 ca ghép thận, 1 ca ghép gan. Đây cũng là lần đầu tiên bệnh viện thực hiện ghép tim. Bệnh nhân được ghép sinh năm 1990, ngụ tại Đắk Nông. 3 ngày sau ghép, tình trạng sức khỏe của bệnh nhân đã ổn định. Cái ghép tim lần đầu tiên thành công này đã đánh dấu sự khởi đầu cho lĩnh vực ghép tim tại bệnh viện Chợ Rẫy, góp phần gia tăng cơ hội cho các bệnh nhân chờ ghép tim tại miền Nam cũng như cả nước. Chuyển sang một số thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị, nhằm đáp ứng nhu cầu tìm hiểu thông tin du lịch trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, nhiều trạm tra cứu thông tin du lịch đã được xây dựng để giúp du khách biết thêm về du lịch thành phố. Nhưng hiện nay, hàng loạt trạm thông tin du lịch đang cùng chung số phận khi bị xuống cấp nghiêm trọng, ghi nhận của phóng viên. Trạm thông tin trên đường Hồng Bàng, quận 5 đã rơi vào tình trạng xuống cấp trầm trọng. Màn hình tra cứu thông tin du lịch không hoạt động, chữ mờ nhạt, cảm ứng không nhận dấu vân tay. Một số trạm còn bị vẽ bậy, trở thành nơi cất hàng hóa hoặc để rác lên màn hình gây mất mỹ quan đô thị. Theo mình thấy thì những cái trạm thông tin du lịch ở trên đường Hồng Bàng, một số cái thì đã xuống cấp trầm trọng rồi. Cái màn hình để tra cứu thông tin á là không còn sử dụng được nữa. Một số người thiếu ý thức thì lại biến cái trạm trở thành cái nơi để rác á, như thế là mất mỹ quan đô thị. Trước tình trạng trên, việc sửa chữa khắc phục các trạm thông tin là rất cấp thiết nhằm cung cấp nhanh chóng thông tin cho khách du lịch và lập lại mỹ quan đô thị của thành phố. Đình và miếu khai canh làng Thế Lại Thượng trên đường Bạch Đằng, phường Phú Hiệp, thành phố Huế đã có gần 200 năm tuổi. Nơi đây nổi tiếng với lối kiến trúc và không gian độc đáo, được xếp hạng là di tích cấp quốc gia năm 1999. Thế nhưng, do sức tàn phá của thời gian và thời tiết khắc nghiệt, cả hai di tích trên đang bị xuống cấp nghiêm trọng. Hiện tại, đình và miếu khai canh làng Thế Lại Thượng trở nên nhếch nhác triệu rã. Bên trong tường nứt nền đúc bị vỡ loang lỗ, các kết cấu gỗ bị mục khiến kèo, xà, cột đều gãy, nội thất điện chính bị biến thành nhà kho chất đầy bàn ghế.
Vì thế đình làng bị bỏ hoang nhiều phế tích. Cột keo và mấy ngoài cũng là đông tay ở trên thì miếu của làng cũng bị là gãy rồi. Mưa cũng là giọt. Và trong miếu là bây giờ là cột keo luôn nó hư hết. Được biết, chính quyền địa phương đã gửi văn bản lên cơ quan chức năng xin chi phí để trùng tu một số hạng mục, nhưng chờ mãi vẫn không thấy hồi âm. Với bề dày lịch sử và kiến trúc độc đáo, mong rằng đình và miếu khai canh làng Thế Lại Thượng sẽ sớm được các cấp chính quyền quan tâm, nhanh chóng tu sửa. Một vấn đề nóng nữa cũng đang khiến cho dư luận rất quan tâm. Thưa quý vị, những ngày vừa qua, tình trạng khai thác cát trái phép dưới chân núi Hàm Rồng, xã Cam Thành Nam, thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa ngày càng tăng, khiến cho đất canh tác của người dân liên tục bị sụp lở. Con suối Hàm Rồng nơi đây cũng đã bị bong nát nham nhở. Ghi nhận vào ngày 29 tháng 5, dưới chân núi Hàm Rồng nằm về phía tây thành phố Cam Ranh, những đống cát hiện rõ trên các cánh đồng của người dân, nhiều nhất là tại làng đồng bào dân tộc thôn Quảng Phúc, xã Cam Thành Nam. Các đối tượng khai thác cát trái phép hoạt động mạnh nhất tại gần 10 điểm trên con suối Hàm Rồng từ sau Tết đến nay, khiến con suối bị băm nát, nham nhở. Suối bị chắn dòng từng đoạn để hút cát, biến dòng suối từng được người dân sử dụng cho sinh hoạt và nông nghiệp, đã bị đổi màu gây ô nhiễm. Ngoài ra, nhiều đất canh tác hoa màu của người dân cũng liên tục bị sụp lở, nhiều nơi bị sụp lở dài hàng trăm mét. Theo chính quyền xã Cam Thành Nam, tình trạng khai thác cát trái phép trên kéo dài gần một năm nay. Mặc dù địa phương đã cố gắng ngăn chặn nhưng gặp rất nhiều khó khăn do các đối tượng bố trí nhiều tai mắt cảnh giới, rất khó để bắt quả tang. Tình trạng trên hiện đang rất cần sự can thiệp của các ngành chức năng để cứu lấy con suối cùng nương rẫy hoa màu của người dân đang sắp bị khai tử. Thưa quý vị, tại xã Ia Tâm Mốt, huyện Ia Súp, tỉnh Đắk Lắk đang có ổ dịch tại một hộ chăn nuôi với 600 con vịt mắc bệnh phải tiêu hủy. Điều đáng nói là công tác phòng chống dịch cúm H5N1 trên địa bàn này lại đang gặp rất nhiều khó khăn do bà con vẫn giữ thói quen cho vịt chạy đồng, nguy cơ bùng phát dịch là rất cao. Vào giữa tháng 5, đàn vịt nuôi chạy đồng của nhà anh Triệu Việt Hùng ở thôn 10, xã Ea Lê, khoảng 1.300 con bất ngờ bị nhiễm virus cúm gia cầm H5N1. Tôi thấy nó bị bệnh như vậy là tôi đuổi về, nói chung là tôi ra báo thú y xã với lại các tất cả anh em, nói chung là về xem đàn vịt gia đình của tôi như thế nào nhiều để xác định là bệnh như nào nhiều, là để cho thú y xã với lại đấy là mang tiêu hủy. Hiện nay tại ba xã Ea Rốt, Ea Tờ Mốt và Ea Lê thuộc huyện Ea Súp có đến 8 ổ dịch H5N1. Cơ quan chức năng đã tiêu hủy 6.000 con gia cầm. Theo cơ quan thú y, việc chăn nuôi tự phát do lẽ khiến cho công tác quản lý và phòng dịch cúm H5N1 gặp rất nhiều khó khăn. Chăn nuôi chủ yếu là chạy đồng, có nghĩa là chạy đồng. Chăn nuôi chủ yếu là tận dụng cái nguồn thức ăn của sau khi mình đã gặt xong. Khi một cái đàn vịt nào mà bị bệnh, nó làm cho cái phát tán mầm bệnh ra diện rất là rộng. Hiện cơ quan chức năng huyện Ea Súp đang tập trung tuyên truyền cho người dân cách phòng bệnh, từng bước hạn chế, khoanh vùng dịch, bảo vệ đàn gia cầm trong nhân dân. Còn tại Gia Lai, thưa quý vị, chanh dây là cây trồng mới được đánh giá có triển vọng kinh tế. Tuy nhiên, với tình hình giá cả bấp bênh như hiện nay, cộng với dịch bệnh diễn biến khó lường, đang khiến cho nhiều hộ trồng chanh dây lâm vào cảnh điều đứng. Gia đình anh Trần Ngọc Hiết ở thôn 1 xã Sơ Bay, huyện Cơ Bang, có hơn 1,5 hecta chanh dây, phần lớn được trồng từ tháng 7 năm 2016. Theo phản ánh của anh Hiết, vào khoảng tháng 11, tháng 12 năm 2016 và tháng 1 năm 2017, sau những trận mưa liên tục, một số diện tích chanh dây trong vườn đã xuất hiện dấu hiệu của bệnh, phổ biến là hai bệnh, bã trầu và thối cổ rễ. Từ một vài trụ bị bệnh ban đầu, đến nay đã lan ra diện rộng. Toàn xã Sơ Pai có 26 hecta chanh dây, phần lớn những diện tích trồng đã cho và chuẩn bị cho thu hoạch quả đều bị dịch bệnh tấn công. Không chỉ bị dịch bệnh tàn phá trên diện rộng, theo thống kê ban đầu của ngành nông nghiệp và chính quyền các xã thị trấn huyện Cơ Bang, toàn huyện còn có 10 hecta chanh dây không cho trái. Theo phỏng đoán ban đầu, rất có thể là do chất lượng giống. Trong khi tình hình dịch bệnh diễn biến khó lường và không có thuốc đặc trị, thiệt hại đã rõ ngay trước mắt. Thế nhưng, cạnh một vườn chanh dây bị bệnh, lại có một vườn chanh dây mới nữa được trồng lên. Rõ ràng, nếu bà con nông dân cứ mãi chạy theo cái lợi trước mắt mà không có sự tính toán kỹ lưỡng, thì sẽ phải hứng chịu những bài học nhãn tiền. Thưa quý vị, xuất phát từ yêu cầu thực tế trong chuyến đi tình nguyện, một nhóm sinh viên thành phố Hồ Chí Minh đã đưa ra ý tưởng về một thư viện xanh mang lại không gian vừa học vừa chơi dành cho các em học sinh tiểu học. Thư viện này được thiết kế hoàn toàn xanh từ các vật liệu sử dụng, nguồn năng lượng sử dụng. Được thiết kế theo mô hình giáo dục tiên tiến và yêu cầu thực tế của trường tiểu học Xuân Mỹ ở Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận, thư viện xanh được thiết kế hoàn toàn xanh từ các vật liệu sử dụng, nguồn năng lượng sử dụng đến không gian cây xanh.
Bên cạnh hai chức năng chính là lưu trữ sách và thực hiện mô hình giáo dục tiên tiến, Thư viện Xanh còn có những điểm độc đáo trong xây dựng và vận hành, như khu vực trồng thuốc nam nhằm tận dụng khoảng không gian trống trên mái nhà, vừa tạo nguồn dược liệu tại chỗ, vừa giúp các em học sinh tìm hiểu thêm về thực vật và môi trường. Vật liệu chính xây dựng thư viện là đất sét lấy từ đất làm ao nuôi tôm, được sử dụng một số phương pháp kỹ thuật hiện đại. Cùng với đó là hệ thống pin năng lượng mặt trời nhằm cung cấp điện năng để sử dụng cho toàn hệ thống và dự trữ vào ắc quy. Hệ thống lấy sáng và đón gió tận dụng tối đa mặt kính và các cửa sổ của thư viện. Phần sàn nhà cũng được nhóm thiết kế nâng lên 0,7 mét để tạo sự thông thoáng, tránh ẩm mốc và mát mẻ, tránh sự cố ngập nước. Có một tổ chức tên là Red Green, thì cái tổ chức này chuyên thực hiện những cái dự án về giáo dục môi trường. Thì đây là nơi để có thể tụi em sẽ trở thành điểm nhấn của dự án của tụi em. Đó là sẽ là nơi phân phát cũng như là nơi chia sẻ những cái nguồn kiến thức về giáo dục môi trường, về chống biến đổi khí hậu cũng như là phòng chống thiên tai ở cái khu vực tỉnh Bình Thuận này. Thư viện còn được thiết kế là nơi áp dụng mô hình giáo dục tiểu học tiên tiến với các lớp học về kỹ năng sống, kiến thức bảo vệ môi trường và biến đổi khí hậu thông qua các hoạt động vòng tròn được tổ chức định kỳ mỗi tuần. Tiếp theo chương trình là phần thông tin về an ninh trật tự. Thưa quý vị, trong ngày 1 tháng 6, ngày đầu ra quân tháng hành động phòng chống ma túy, Công an huyện Mường La, tỉnh Sơn La đã phát hiện và bắt quả tang 3 đối tượng về hành vi mua bán trái phép chất ma túy tại khu vực bản Thẩm Hon, xã Tả Bú, huyện Mường La, tỉnh Sơn La, thu hơn 19 kg thuốc phiện. Các đối tượng bị bắt là Mùa Vải Tổng, sinh năm 1973, Mùa A Chi, sinh năm 1992, cùng trú tại bản Phiên Phụ A, xã Phiên Cầm, huyện Mai Sơn, và Cứ A Lạ, sinh năm 1984, trú tại bản Hán Trạng, xã Chiền Ưng, huyện Mường La, tỉnh Sơn La. Tang vật thu giữ tại chỗ gồm 67 cục thuốc phiện với trọng lượng 19,2 kg. Các đối tượng khai nhận đã mua số thuốc phiện trên của một đối tượng tại xã Phiên Cầm, huyện Mai Sơn để về bán kiếm lời. Để qua mắt lực lượng chức năng, các đối tượng đã cất giấu thuốc phiện trong chiếc can nhựa loại 30 lít. Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ. Thưa quý vị, đội chống buôn lậu Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Thừa Thiên Huế vừa phát hiện và bắt giữ liên tiếp hai xe khách vận chuyển hàng giả nhãn hiệu trên tuyến đường Tránh Huế. Tại km 23+800 tuyến quốc lộ 1A đoạn đường Tránh Huế thuộc địa phận xã Hương Trà, tổ công tác đã phát hiện xe khách giường nằm mang biển kiểm soát 51B14882 chạy tuyến Sài Gòn Hà Nội do lái xe Nguyễn Thành Trung trú tại tỉnh Đắk Lắk điều khiển, đang vận chuyển hơn 38.800 gói dầu gội, dầu xả giả nhãn hiệu Đô và Clear. Cũng tại địa điểm trên, tiến hành kiểm tra xe khách biển kiểm soát 15B01640 do lái xe Phạm Văn Lai trú thành phố Huế điều khiển. Tổ công tác tiếp tục phát hiện hàng trăm chiếc đồng hồ nghi giả các thương hiệu nổi tiếng cùng số lượng lớn mỹ phẩm và kính mắt các loại. Toàn bộ số hàng trên đều không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc. Ngày 1 tháng 6, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Bình Dương cho biết đã tạm giữ nghi can Nguyễn Văn Để, sinh năm 1941, ngụ tại quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh, để điều tra làm rõ về hành vi giết người. Nạn nhân trong vụ việc này là anh Nguyễn Tuấn Kiệt, sinh năm 1980, ngụ tại xã Phú An, thị xã Bến Cát, Bình Dương. Theo thông tin ban đầu, vào ngày 30 tháng 5, trong lúc anh Nguyễn Tuấn Kiệt cùng một số thợ xây đang xây dựng tường rào trên mảnh đất tại thị xã Bến Cát, thì xảy ra mâu thuẫn với ông Nguyễn Văn Minh, 54 tuổi, ngụ xã Phú An. Ông Minh gọi Nguyễn Văn để kể lại sự việc. Ngay sau đó, Để thủ sẵn một khẩu súng Colt 45, có 5 viên đạn trong người, chạy xe từ thành phố Hồ Chí Minh lên Bình Dương. Tới chỗ anh Kiệt, hung thủ dùng súng bắn vào đầu khiến nạn nhân gục tại chỗ, sau đó bỏ trốn về thành phố Hồ Chí Minh. Anh Kiệt được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong. Sau khi xảy ra vụ việc, Công an tỉnh Bình Dương đã nhanh chóng điều tra, truy xét hung thủ. Biết không thể thoát tội, sáng ngày 31 tháng 5, ông Để đến Phòng Cảnh sát Hình sự Công an thành phố Hồ Chí Minh đầu thú. Tại cơ quan công an, ông Để đã giao nộp khẩu súng gây án cùng 36 viên đạn. Ông Để khai nhận do anh Kiệt xây tường rào trên mảnh đất nhà mình và đã rất nhiều lần mâu thuẫn trước đó nên ra tay gây án, thì vụ việc vẫn đang được điều tra làm rõ. Cũng trong ngày 1 tháng 6, Công an quận 5 phối hợp với Phòng Cảnh sát Điều tra Tội phạm về Trật tự xã hội, Công an thành phố Hồ Chí Minh tiến hành bắt giữ nghi can Đào Nguyên Anh, sinh năm 1989, ngụ thành phố Hải Phòng để điều tra về vụ trộm vàng với số lượng lớn tại trung tâm thương mại Bắc Sơn Hùng Vương, thành phố Hồ Chí Minh. Vụ việc được phát hiện vào sáng ngày 29 tháng 5, khi nhân viên một cửa hàng kinh doanh vàng tại trung tâm thương mại Bắc Sơn Hùng Vương đến làm việc thì phát hiện tủ bị phá khóa cùng một lượng lớn vàng đã bị mất trộm, ước tính trị giá trên 700 triệu đồng. Nhận định đây là một vụ trộm táo bạo với lượng tài sản lớn, Công an quận 5 phối hợp các đơn vị liên quan đã tiến hành điều tra khoanh vùng đối tượng khả nghi.
Lực lượng chức năng phát hiện đối tượng Đào Nguyên Anh là nhân viên bảo vệ tại Bắc Sơn Hùng Dương có dấu hiệu khả nghi nên đã mời về trụ sở để phục vụ công tác điều tra. Tại cơ quan điều tra, Đào Nguyên Anh khai nhận thực hiện vụ trộm vào lúc 2 giờ 15 phút rạng sáng ngày 29 tháng 5 và sau đó chia nhỏ số vàng trộm được để bán tại nhiều tiệm vàng khác nhau. Cơ quan chức năng đang tiến hành làm rõ vụ việc để xử lý đối tượng theo quy định. Phần cuối chương trình mời quý vị đến với tiểu mục vấn đề hôm nay. Thưa quý vị, năm nay quy chế xét tuyển bằng học bạ đang được nhiều thí sinh ưu tiên lựa chọn để vào đại học. Thế nhưng điều này cũng khiến cho nhiều người trăn trở, liệu rằng vào đại học trở nên quá dễ dàng khi chỉ cần một hồ sơ học bạ đẹp, thí sinh không khó để vào các trường đại học, thậm chí là những trường đại học uy tín. Từ mùa tuyển sinh năm 2016, xét tuyển vào đại học bằng học bạ được nhiều trường có đề án tuyển sinh riêng áp dụng. Năm nay, năm 2017, Bộ Giáo dục và Đào tạo ước tính sẽ có hơn 150 trường đại học Việt Nam có xét tuyển bằng học bạ. Việc xét tuyển học bạ được đông đảo thí sinh quan tâm, lựa chọn vì có nhiều ưu điểm như điều kiện xét tuyển tương đối dễ dàng, thí sinh gần như biết trước cơ hội vào đại học sớm mà không cần hồi hộp chờ đợi, so sánh kết quả thi Trung học Phổ thông Quốc gia. Phương pháp này cũng giúp thí sinh tiết kiệm thời gian, giảm áp lực thi cử. Tuy nhiên, nhiều chuyên gia giáo dục cảnh báo sẽ có tình trạng thầy cô làm đẹp học bạ cho học sinh của mình, giúp các em dễ dàng đậu vào các trường đại học hơn. Cái việc mà xét học bạ cần phải kết hợp thêm với các yếu tố khác. Nếu chỉ xét tuyển học bạ như vậy thì cũng sẽ có thể dẫn tới một cái việc lo làm sao để có một cái kết quả trong học bạ một cách tốt nhất. Nó được thực sự mà các em vào học đại học thì trước sau gì trong thời gian học đại học các em cũng sẽ bị loại ra khỏi cái giảng đường đại học bằng cái học lực của các em. Theo các trường cao đẳng, đại học, điều đáng lo ngại hiện nay đó là mức độ tin cậy của kết quả phổ thông, liệu có phản ánh đúng năng lực học tập của học sinh hay không. Khi hàng năm, điểm thi Trung học Phổ thông Quốc gia và điểm trung bình kết thúc năm học đều có sự chênh lệch nhất định từ 1 đến 2,5 điểm. Một số ý kiến cho rằng Bộ Giáo dục và Đào tạo nên có những tiêu chí phụ khi cho phép các trường tuyển sinh bằng cách xét học bạ. Ngoài điểm tổng kết các môn học, nên có những bài luận, những kỳ thi vấn đáp để hiểu rõ khả năng của thí sinh, sớm định hướng và cho thí sinh những lựa chọn hợp lý nhất. Đến đây thì thời lượng dành cho chương trình cũng đã hết. Cảm ơn quý khán giả đã quan tâm theo dõi. Chương trình Tiêu điểm 365 được phát sóng trên Đài Phát thanh Truyền hình Lâm Đồng. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị vào chương trình ngày mai. Kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia 2017, khoảng 60% câu hỏi thi Trung học Phổ thông ở mức cơ bản. Khuyến cáo cha mẹ cần cân nhắc khi công bố thông tin về đời sống riêng tư của con cái. Thành phố Hồ Chí Minh triệt xóa xưởng sản xuất thuốc lắc lớn nhất cả nước. Nước mũi bằng chỉ, phương pháp làm đẹp mạo hiểm, dễ viêm nhiễm, khó xử lý hậu quả.